anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê nhiêu tiền nó đẹp không, cái phòng bên anh nó xấu quá à, anh em cho anh lên cái phòng em anh coi thôi, cái phòng em nó giống cái phòng anh không. Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em ơi, em có bị chạy chuyến bay không? Nem ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Mời hai em giới thiệu cho mình. Dạ em tên Thành. Thành 38 tuổi ạ. Em ở quận 7. Công việc của em là hiện tại đang phụ trợ làm việc, với lại là chủ yếu là nội trợ ở nhà. Nội trợ ở Thành nhà. Thành nội trợ cho nên bạc tóc. Giờ tới vợ của Thành. Em tên là Nguyễn Thị Thu Hằng, năm nay em 30 tuổi, hiện tại em làm giám đốc công ty mỹ phẩm. Em shipper, em là shipper. Ông làm chung với vợ. Như lại chốt đơn. Đó, ông ngồi cũng còn đánh đồng chốt đơn. Em livestream của anh này đi ship thôi chứ không được vô bộ phận chốt đơn đâu. Không có cửa đi vô. Không có cửa vô chốt đơn. Nghiệp nhỏ dễ sợ luôn, nhớ nó ship. Trời ơi, tướng tá như thế này lại là một shipper cho vợ. Nhưng mà hạnh phúc đúng không? Dạ hạnh phúc rồi. Quá hạnh phúc rồi. Dạ hai đứa gặp nhau sao nè. Cuối năm á thì lúc đó em có việc đi công tác ra ngoài Hà Nội. Cuối năm cách đây mấy năm đó em nói. Em nhớ là hình như là 2016 ra Hà Nội đi công tác, thì lúc đó em tới sớm quá, ra không có cho nhận phòng. Chúng cà phê ngay cái bờ hồ Hoàn Kiếm á. Xong cái em mới nhìn đối diện có một cô gái mà người ta gọi nước, người ta nói giọng miền Nam, nhá qua kêu em người miền Nam đúng không? Anh cũng người miền Nam nè. Cho anh xin số đi, tối rảnh đi nhậu. Anh kêu em bắt đầu chị là chị mà. Lịch sử chứ đúng không? Cái lúc đó là mắt của em bị cận, em không có mang kiến. Anh này ảnh ngồi xa lắm, trong nguyên một đám gì đó, đám con trai á. Xong rồi đi có anh này ngồi miền Nam mà nói chuyện kiểu hổ báo cáo tròn lắm. Nhìn lóc chóc lôi choi lắm, người ta gọi là trẻ trâu á. Tự nhiên cái ông kêu chị người miền Nam hả, em chuẩn bị đi Sa Pa là chị chơi ở lại đi Sa Pa chơi với tụi em không? Ổng lấy mấy ảnh ổng chụp, em tưởng ổng là nghề photographer hay là nghệ sĩ gì á, chụp bật cho em số thì em gửi ảnh cho chị. Rồi chị có cho không? Cho luôn, lại luôn cho. Thấy tủ tre mà lại cho số điện thoại luôn. Đó là lần đầu tiên đi Hà Nội, thấy toàn người Bắc không, nghe có người Nam mừng muốn chết. Đúng luôn rồi. Cái tâm lý đó là có nha, giống như mình đi nước ngoài vậy đó. Dạ. Mà mình gặp người Việt Nam cứ tưởng tượng như bà con thân thuộc từ đời vô hùng á. Tiếp tục bữa đó em rất là đi chơi với bạn bè ngay ngày hôm đó luôn. Đi chơi là đi nhậu khắp nơi luôn. Xong đến khoảng tầm 6-7 giờ chiều về là đang ăn phở. Tự nhiên có cầm điện thoại có một cô gái nhắn là anh ơi, rảnh không chút đi nhậu, sáng mới luôn là hàng Hà Nội đây, sáng mới coi có cô bé cũng đi nhậu, đủ chơi mà thành thiệt ta. Mà đã nhậu rồi đó đúng không? Dạ nếu mà đang nhậu rồi ra đi luôn ngang chỗ phố Tạ Hiện á, phố giống như phố Tây á, ra đó ngồi nhậu luôn. Mà nhậu hai đứa là nhậu chung với hai đứa? Hai đứa rồi chị, hai đứa luôn. Dạ rồi đêm đó là nhậu xong rồi khách sạn ai nấy về hay là ở chung với nhau luôn? Phải, bữa đó là đáng lẽ là vậy nè, có nghĩa là khách sạn á là em lại gọi một thằng bạn ở ngoài ở Hà Nội đó ra ngủ chung cho vui. Cô này thì cũng vậy, gọi một bà bạn thì lúc đó đâu thể đủ người ta về được, kỳ lắm. Không lẽ để ta ngủ mình, để ta ngủ mình cũng kỳ luôn, nên phải về ngủ. Rồi hôm sau thì sáng ngày hôm sau thì sao nữa? Sao hốt hẹn luôn, hôm qua em xí chỗ liền chứ. Để dụng mất sáu là qua khách sạn ở chung luôn. Sáng hôm sau mình rủ đi ăn sáng cà phê. Xong rồi chụp mình này nọ là cũng chuyên nghiệp lắm, chụp các kiểu cũng mấy trăm tấm lận. Về cô này chuẩn bị ra sân bay để bay về Nha Trang, em mới kêu là thôi để em lên phòng em dọn đồ giùm cho. Đâu có, anh đâu có nói vậy đâu. Chứ là sao, chứ là sao? Anh nhắn tin cho em, anh kêu là em ơi cái phòng bên em thuê nhiêu tiền nó đẹp không? Cái phòng bên anh nó xấu quá à. Anh em cho anh lên cái phòng em anh coi thôi, cái phòng em nó giống cái phòng anh không? Thì lúc đó là em dọn đồ xong chuẩn bị ra sân bay rồi, cũng đâu nghĩ nhiều đâu, cũng cho lên luôn. Ảnh hỏi số phòng để nhờ bảo vệ bấm lên, rồi sân lên hốt hẹn luôn. Rồi em ơi, em có bị chạy chuyến bay không? Bỏ luôn, đi Sa Pa luôn. Không, đi về chứ. Mình đi về hả? Hốt hẹn luôn xong rồi đi về chứ. Vậy á? Vẫn kịp chuyến bay luôn. Dạ kịp. Em đi Sa Pa quá. Đi Sa Pa. Dạ. Rồi sau khi đó hai đứa về Sài Gòn rồi liên lạc với nhau như thế nào? Dạ về thì em với lại vợ em vẫn nhắn tin gọi điện thường xuyên. Rồi hàng tháng thì vợ em hay vô thăm em. Ủa vô thăm em là sao, là em ở đâu? Em ở Sài Gòn. Còn bạn em ở Nha Trang. Vợ em ở Nha Trang. Nha Trang. Tụi em có nghĩ là tụi em sẽ dài lâu không? Lúc đó không nghĩ gì. Em thì sao Long Thành? Lúc đó em chưa nghĩ tới dài lâu đâu, thì tại vì tình cảm mình phải tiếp xúc dài thì mới có phát sinh được tình cảm. Đến bao lâu thì em mới phát hiện là cô này cũng đặc biệt ở trong em? Lúc mà cô này cũng đá em, cũng chia tay em 9 tháng.
Tôi em nhớ là cũng khoảng tháng 5 2017 luôn á, cô này cổ đi học lớp, người ta khoe gia đình khoe con này nọ, cổ về cổ xỉn cổ về hay sao á, nhắn tin với em là cưới đi. Ừ. Vậy em mới kêu là mình sự nghiệp chưa ổn định, tiền chưa có, hay là cũng rất là sợ baby, mình chăm sóc này nọ rất là sợ, nên em nói thôi không có cưới. Cái cô này cũng nhắn thêm là không cưới vậy quen nhau chi vậy. Ừ. Cái em cũng để ba chấm, cổ kêu không cưới thì thôi chia tay đi. Em nhắn lên như nè, em suy nghĩ kỹ chưa? Giờ em mới kêu là kỹ rồi, kêu ok nếu vậy thì ok. Xong là em chặn sạch từ Facebook, Zalo các kiểu, chặn hết. Em chặn, em chặn. Ừ. Lúc đó em sao? Chuyện chỗ ở luôn. Rồi lúc đó em sao nè? Kiểu như là mình say xong sáng mai mình ngủ dậy mình mở cái điện thoại ra mình thấy tin nhắn đó, hoảng quá gọi điện mà thấy bị chặn hết. Thời bây giờ đâu ai gửi email đâu, mà em phải lục ra cái email mà em gửi qua cái email, viết tâm thư dài luôn á. Em lấy số lạ hay số gì là ông biết số em là ông chặn hết. Tự ái không? Dạ đúng rồi. Em đã hỏi rất là rõ là em suy nghĩ kỹ chưa? Đó, kỹ rồi, mình là người lớn rồi, hơn 18 tuổi rồi, mình phải có chịu trách nhiệm với sự quyết định của mình. Đúng rồi. Em ngủ 3 ngày luôn, nghĩa là không ăn không uống vậy, nằm 3 ngày buồn luôn. Đúng không? Buồn cái nằm 3 ngày, tại vì cái thời điểm mà chia tay anh này á là cái công việc kinh doanh của em nó có một xíu vấn đề. Xong rồi đã vừa không có tiền rồi cũng vừa mất tình, nó giống như kiểu như là mình mất hết cái gì gì đó. Để ta không cái nằm ở trên giường ngủ 3 ngày không ăn gì hết, cái ba em nói với bé em á, mày lên mày coi chị hai mày còn sống không, cái lên lay lay cái chân cái ngóc đầu dậy rồi em lại đi làm. Chỉ làm xong là quên luôn. Tới 4-5 tháng sau á là công việc kinh doanh mình ổn định rồi á, cái mới nhớ lại ông này. Em nhớ là ngày sinh nhật ổng, lúc mà ổng quen em á, ổng có dẫn thêm thằng bạn của ổng ra chơi để giới thiệu cho nhỏ em gái em. Bây giờ gọi ổng không được thì giờ phải tìm bạn ổng, môi móc thông tin này nọ rồi nhờ bạn ổng gửi quà, gửi cáp, gửi hải sản, gửi mua giày mua đồ tặng, rồi mắt kính nước hoa, rồi nói chung là tặng quà ông này. Sao mà lụy tình ổng dữ vậy không biết nữa. Thương quá à. Dạ, cũng không có nói cảm ơn hay là gửi lời cảm ơn nhận quà hay không, mình cũng biết luôn. Ái tôi gần Tết á, cái bé em của em á, nó gọi cho ông này rủ đi nhậu thì ổng lại chịu đi, nó dẫn anh theo. Gặp nhau. Lúc đó là sao? Gặp nhau đang nhậu giữa chừng đang vui, ổng bỏ ông về tút nút. Vẫn còn giận. Để mình ôm vậy á, để mình ôm giữa quán bar vậy đó. Tại vì em hứa với con bé em á là nó rủ em đi nhậu, em hứa nó là em đi là em đi. Hết tăng 1 rồi em đi về, đúng rồi, 12 giờ mấy rồi em đi về. Hồi nãy em có nói là sau cái cú mà cổ chia tay em vậy á thì em mới thấy cổ là quan trọng với em là từ lúc nào? Cô này cổ theo em dữ quá. Xưa giờ chưa có ai mà theo mình dữ vậy luôn á, mà đúng cái ngày sinh nhật của em thì mấy bạn em mới ra uống cà phê. Thì em cũng ra uống bình thường, xong rồi nó mang thùng quà tặng. Hỏi gì vậy, hai đàn ông mà tặng quà gì không? Thì nó mới kêu không có người tặng cho mày, họ về nhà tự gỡ. Về nhà em nhớ những đôi giày với cái bộ đồ hay sao đó. Nhìn thấy món quà là em biết ai tặng rồi, tại vì thằng đó nó rất là dạy gái, nó kết con nhỏ em chỗ này. Nên là kêu cái gì nó cũng làm, thằng đó rất là dạy gái. Cô này rất là lụy, có nghĩa là rất là thương, mình thấy rất là thương mình luôn á. Đương nhiên lúc đó mình cũng có tình cảm với cô này chứ không phải là không. Em nhớ là như 8-9 tháng gì đó thì mình thấy như vậy thì mình mới thay đổi. Trong 8-9 tháng đó em chặn cổ vậy thì em có say nắng cô nào, hay là em có một cái mối tình là quen chính ngồi luôn? Trưa đó lại nhắn tin em chia tay, là tối đó là ổng đi ăn mừng, ổng quen người khác liền luôn. Mà em biết luôn sao? Em biết được sao? Thì ổng kể chứ, quay lại rồi ổng mới kể chứ. Chia tay rồi đúng không? Mà lúc đó em cũng có tuổi, lúc đó là em 33-34 tuổi rồi. Em phải kiếm một người phụ nữ nào đó lập gia đình. Mà em tìm hiểu, mình phải tích cực tìm hiểu, bố mẹ họ hàng xã hội ai cũng kêu có tuổi rồi lập gia đình đi, thì em tích cực tìm hiểu. Mà em tìm rồi mà không hiểu thì bây giờ phải chia tay thôi chứ sao giờ. 9 tháng em quen có 9 cô cái gì đâu. Thiệt tốn quá. Lúc mà quay lại xong á, khoan, cái vụ quay lại đó là ai là người, dĩ nhiên là em là dẫn thương ảnh rồi. Đó, ai là người đề nghị là quay lại? Lúc quen cũng ai đề nghị, mà lúc chia tay thì đề nghị nhắn tin, xong rồi quay lại cũng tự nhiên vậy. Dạ tự nhiên nó tới, dạ, tự nhiên vậy. Cái chị muốn hỏi là sau cái hôm mà đi quán bar mà em bỏ em đi về đó, thì sau đó là gặp nhau ở đâu nữa, có gặp nữa hay không, hay là như thế nào? Sau đó hình như gặp là cũng đi ăn đi uống với thằng bạn nó cũng kết nối. Hai vợ chồng kết nối là nhờ thằng đó đó. Một hai lần nữa là hai đứa quyết định đi lại với nhau. Cột mốc đó là lúc nào? Đợt đó là em với lại bạn của anh này là có hợp tác làm ăn chung. Xong cũng hay liên hệ qua. Xong rồi anh này ảnh mới nói là sao không làm ăn chung với anh mà làm ăn chung với thằng đó như vậy. Đó, nhưng nói ủa anh làm cái gì, thì ảnh đầu tư rồi giống như là chứng khoán ở trên đó đó. Thì ổng nói đó anh làm cái đó, muốn làm chung với anh không? Nói là thôi em cũng đang có xíu vốn, em gửi anh làm ăn chung. Thấy em bán mỹ phẩm, với ảnh nói là em bán mỹ phẩm mà sao không bán cho ảnh. Thì ảnh mới mua cái mỹ phẩm của em về, rồi cứ gọi điện bữa nay xài sao này sai sao, kiểu hốt xong hốt luôn, và chủ tán lại cũng bắt đầu chiều chuộng rồi xong chịu. Chứ trước đó là lúc nào em cũng kêu là làm đám cưới đi, là đưa ra mấy chục cái lý do gì đó,
Có nghĩa là em cầu hôn ảnh. Em cầu hôn rất là nhiều lần. Ảnh nói là ảnh không tiền thì em nói là em có tiền. Ảnh nói ảnh đẻ con không ai chăm thì em nói em chăm. Kêu là mẹ anh khó tính em nói không sao hết. Có nghĩa là đủ thứ lý do mà em đều nói rằng là em sẽ là người gỡ những cái lý do đó mà ổng vẫn không chịu luôn. Em cầu hôn ảnh tổng cộng là bao nhiêu lần em nhớ không? Cũng mười mấy, 20 lần luôn á. Mà không chịu. Tính luôn cái thời điểm mà chưa chia tay khúc trước nữa phải hơn 20 lần. Trời ơi, xem cưng chuyên quá gì đó mà ổng lại sao? Lý do gì em không chịu? Vì em sợ lập gia đình lắm. Định vô em thấy có con là nó khổ lắm. Mà xưa em đi làm chung với mấy anh đó em thấy em biện hộ cái lý do là em quen chính con nhỏ trong 9 tháng em nói em muốn lập gia đình. Đúng thì không? Bây giờ em tìm nói là 30 mấy thì, rồi thì đó là mình vẫn cứ kiếm người nào mà để mà lập mà không hợp đúng không? Chỉ là quen đúng chơi thôi đúng không? Vậy sao nhỏ này nó vậy mà là không chịu thì sau này mới thấy là vậy là quá hợp luôn. Đúng đúng. Anh hỏi nhẹ cái thôi. Điều gì khiến em xúc động khi em kể lại cái câu chuyện này? Tại lúc em đeo đuổi anh này á, anh cứ chặt mình hoài á, mình không có nghĩ là anh sẽ thích mình. Cái tính của anh, anh chị cũng thấy á, rất là trẻ trâu. Mà em gia đình em ấy, gặp anh này hầu như là ai cũng không thích cái tính này hết á. Không có làm họ một mẫu người chuẩn để mà có thể là một người chồng tốt để chăm sóc gia đình. Kiểu như là mình cứ đeo đuổi như vậy á. Em nghĩ là anh không có thương mình. Em nghĩ là anh cưới là do em đeo đuổi nhiều quá rồi thôi cứ đại cho vui vậy đó. Chứ thật ra là tụi em cưới về là bắt đầu mới tìm hiểu nhau. Tự nhiên hôm nay nghe chồng em nói thì em rất là xúc động. Hồi nãy là em nghe được cái lời thật của chồng em xúc động về cái suy nghĩ của ảnh dành cho em đúng không? Dạ. Đó giờ chưa bao giờ ảnh nói đúng không? Dạ chưa. Đó là bị đánh giá là trẻ trâu. Bây giờ thì còn trẻ trâu không? Bây giờ là em là người cha chuẩn mực rồi. Chồng sẵn sàng nói em là nội trợ. Chăm dạ, con em là nội trợ. Một ông bố tuyệt vời không? Trời con em là đẻ ra là 100%. Thôi em đừng có nói khen em. Không phải. Trời ơi không, để vợ nói tôi mới tin. Vợ nói nè, vợ nói là chồng sao nè. Trước khi cưới còn có rất là nhiều tật xấu. Ví dụ như anh này là ngày xưa là làm việc làm IT á, cho nên là làm việc máy tính và làm ban đêm, ban ngày là sẽ ngủ. 4 giờ dậy, tắm rửa, ăn xong là 6 giờ là ngồi máy tính mới tới 6 giờ sáng. Còn em bầu bì là mình muốn làm gì mày làm. Em mới nói là anh ơi em mang bầu vậy, không ở trong này em đi vô làm dâu mà ở riêng đâu có biết đi chợ đi búa gì đâu. Ổng nói chứ lớn là không biết mở điện thoại lên bút ráp phút giờ ăn hả, thích cái gì trên đó có hết. Nó hụt hẫng lắm, em vô đây làm dâu thấy hụt hẫng lắm. Tự nhiên đẻ xong y như là hai người khác nhau, hình như là thay đổi hoàn toàn. Thay đổi hoàn toàn luôn. Là bây giờ là 5 giờ đã dậy rồi, ban đêm là 10 giờ 11 giờ là phải đi ngủ rồi, cho con bú rồi nấu cơm, đi chợ, đi ship hàng. Rồi thay tã cho con, rồi con bệnh rồi ru bồng, nói chung là một em mình hành hết. Dạ mình anh hành hết, em không làm gì hết trơn, em chỉ gái có con trai cơ. Dạ con gái. Anh muốn hỏi Thành điều gì khiến cho em thay đổi như vậy? Chắc là em nghĩ là đó là tình cảm và tình yêu của người chồng với người cha. Chứ em cũng không nghĩ em có lý do gì để thay đổi luôn á. Bạn này bị lỗi dầm nè, lỗi nữa. Ổng nhậu là ổng nhậu vô 3 ly là bắt đầu là đàn ông đàn em ngồi bên cạnh là ổng nhào vô ổng hung. Ổng đậu chứ không đậu xe đó. Ổng la ổng hét là ổng ngủ ngáy. Giờ là không nhậu luôn. Một tháng sợ ổng bị stress á, cứ kêu là thôi anh mời bạn đi nhậu đi. Cái ổng nói không, ở nhà với con. Em cứ nhắc ổng đi đuổi ổng đi nhậu hoài. Ổng kêu chứ bây giờ đâu ai thèm nhậu với tôi nữa. Tại mất bạn chứ. Mất bạn. Đuổi hoài ổng đi mất hết bạn. Như hồi tối đây nè, trước khi lên chương trình á là em nằm ở nhà thì ảnh mới nói là thôi cho anh đi uống cà phê với bạn. Cái nói đi taxi xuống tới vừa bấm xe xong thấy lại lê tê lên cởi đồ, nó ủa sao không đi, thôi ở nhà chứ làm biến ở nhà chơi với con nhớ không đi được xíu là nhớ. Ôi, anh bất ngờ em đúng không á Long Thạnh, cái đứa gái nó giống em hay giống vợ? Dạ giống em à, giống ổng. Ôi trời ơi bởi vậy thì các ông đi đâu chắc ông luôn giống ổng bị chắc luôn á. Người ta nói đúng lắm em, như cái đứa gái á nó làm cái người tình kiếp trước của ba nó. Rồi khi em thương con em rồi thì em mới cảm thấy rằng là em quá thương vợ, em có lỗi với vợ nhiều hồi đó. Tức là từ cái đứa con nó làm cái cầu nối cho hai đứa. Em có thấy là nuối tiếc khi mà trước đây mình lại sợ có baby chứ. Bây giờ cứ thấy không? Không bây giờ thì em nuối tiếc, nếu mà vậy em sẽ lấy vợ sớm hơn 10 năm. Đó thì bao giờ anh nói? Chỉ có một bé thôi hay là hai? Dạ. Bây giờ đây, em đang năn nỉ đẻ thêm đứa nữa. Năn nỉ? Cái gì cũng chủ động như vậy? Thường là vợ chồng em ngại mà kêu mày tao lắm nha không? Cùng lắm là tức cãi lộn thì kêu ông với tôi thôi, bà với tôi thôi. Nhưng mà mỗi lần mà em nói anh thôi đẻ thêm đứa nữa, lỡ rồi em lấy lại dáng luôn lần. Quay mặt, mày điên hả Hàn? Mày muốn tao nghỉ lầu ở khóc tao chưa đủ bà hả Hàn? Cũng nói em vậy đó. Đứa nữa là chắc em giống anh luôn á.
Em kể thật xấu của cô. Vậy bây giờ gió đổi chiều. Gió đổi chiều đi. À, cô ấy thì sao? Anh có nghe được phụ nữ là gia trưởng chưa? Còn là gia trưởng mà. Hôm mà em ngày xưa em nóng tính rồi, bây giờ lấy về em thương vợ thương con em nhịn. Nghĩa là vậy nè. Ví dụ như thì vợ chồng em qua TikTok á, là em góp ý giúp được, vì em quyết là phải giống như vậy là phải làm theo ý vợ em hết. Em chỉ có toàn quyền trong cái bếp của em thôi, là em nấu em làm gì là đó là quyền của em. Trời, gia trưởng rồi gì nữa, tính xấu kể tiếp em. Là nóng tính nữa, cực kỳ nóng tính luôn. Đã gia trưởng là còn nóng tính dạ nữa. Stress hay là khách hàng đại lý hay là vấn đề gì đó em biết, mà về nhà bắt đầu là sổ cho đầu em. Xong rồi em mới hỏi là tại sao á mà em stress này nọ em xả cho đầu anh, thì giờ em mới kêu là tôi lấy ông về mà tôi stress không xả đầu ông, tôi xả đầu thằng khác nó đánh tôi sao. Siêu gia trưởng, đúng là siêu gia trưởng luôn. Đúng là cứng họng luôn hả? Cứng họng mà chứ biết sao, giờ vợ mình mà sao giờ ông lại giờ quýnh nó. À, quýnh chứ chắc là quýnh lại nó dữ lắm á. Vợ em mới dữ, cái nữa là dữ, cực kỳ dữ luôn. Nó vừa gia trưởng, nó vừa nóng tính, nó vừa dữ, ai làm lợi nó. Rồi mức gì là bán hàng ship hàng cho người ta mà người ta không nhận á, mà đòi được tiền ship luôn. Dữ dội không? Hay không? Trời ơi trời, không ai bịt được, hơi bị bá đạo luôn á. Bây giờ em có mong muốn vợ em thay đổi gì không? Thực sự là em cũng không có mong muốn vợ em thay đổi gì á. Giống như em kêu là bớt nóng tính đi hay là bớt gia trưởng đi, chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được. Đó là bản năng rồi. Mình cưới người ta thì mình phải chấp nhận cái chuyện đó. Nếu mà người ta thay đổi thành một con người khác rồi, không còn là cái người mà mình yêu nữa. Nên là em cũng không có mong thay đổi nữa. Nhưng mà lúc em yêu anh em đâu có vậy đâu. Tại vì em giấu chứ không phải vậy. Rồi vậy giờ vợ muốn chồng thay đổi gì nữa không? Em đang muốn chồng em đừng có thay đổi nữa. Nghĩa là vậy được rồi. Vậy được rồi, đúng không? Ổng thay đổi quá là mình thấy nó lạ quá. Với lại là sợ con khác nó hốt mất. Tốt quá. Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em như thế nào? Hiện tại em cảm thấy cuộc sống của em rất là hạnh phúc rồi. Yes, đã không? Dạ, đã. Vợ mà nó không chửi, không mắng là nhiều khi mình cũng là bất hạnh. Mình là bất hạnh nhớ, đúng không? Ok. Rồi, không. Còn một điều nữa chị muốn nói với bạn vợ. Em đừng bao giờ nghĩ là cái tính nóng của em không thay đổi được. Em phải nghĩ là em thay đổi được những lúc mà mình thuận thảo với nhau, đúng không? Em nóng tính ok có thể được, thì chồng em có thể bỏ qua được. Nhưng mà em phải nhớ đến một lúc nào đó, đến một, ví dụ như hôm đó người em nó mệt, nó hơi bị mệt, sức khỏe nó không được tốt, đúng không? Hoặc là em đang bị một cái chuyện gì bực bội trong lòng, đùng cái vợ nó vẫn chứng nào thực thì nó vẫn nóng, thì lúc đó có thể em sẽ không nhịn được. Và khi em không nhịn được rồi bộc phát lên thì rất là mệt. Ok nha. Dạ. Thay đổi nha. Xin cảm ơn các em đã đến với chương trình. Dạ, em tên là Võ Công Thành, 31 tuổi. 31 tuổi, làm công việc gì em? Dạ, em là quản lý của một nhà máy xí nghiệp. Em đang nhân ở đâu? Dạ. Nhân Trạch. Em đang ở Nhân Trạch luôn. Dạ, em ở Long Thành. Rồi mời em. Dạ, chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thần. Em tên là Trúc Đào, tên đầy đủ là Đinh Lê Nhật Trúc Đào. Năm nay 26 tuổi, hiện là nhân viên của ngân hàng. Dạ, đang sống ở Long Thành, còn làm việc ở Nhân Trạch, cũng gần công ty ảnh luôn. À, hai đứa chắc đó. Chắn ngày xưa mẹ em là thích cái bài mà ngọn trúc đào. Ngày xưa có ngọn trúc đào, mùa thu la rụng bay vào bay ra. Cái tên em là bà Tư Đạt, nhưng mà thì chắc bà Tư thích. Bà Tư. Rồi bây giờ Trúc Đào với Thành, hai em lần đầu tiên là gặp nhau như thế nào? Tình yêu của các em nó nảy nở ra sao nè? Năm đó thì là em là cuối lớp 11, là khoảng năm 2012 á. Em đi đánh bóng chuyền, cái sân bóng chuyền đó là gần nhà em luôn. Chiều là đi học về là sẽ lên đó đánh bóng chuyền. Còn anh này thì thời gian đó thì đang là ra trường rồi thì đi làm cho Biên Hòa á. Thì lâu lâu cuối tuần mới về thôi. Thì cũng gặp, lâu lâu cuối tuần thì gặp thôi, cũng không có để ý, không có để ý gì lắm. Cái ghẹo, mình mới 17 tuổi mà cứ kêu cô, chuyền cho cô này nè, là đưa anh cho cô này, cứ kêu mình mà cô, là mình thấy không thích rồi đó. Cái tối đó, cái thằng một người bạn chung, nói chung là biết hai đứa. Xong rồi nha, Đào ơi, có hồi chiều có anh Thành xin số điện thoại, có cho không? Em nói không, không cho. Vừa nói xong 5 phút sau, ông này gọi. Vậy mà nó cũng... Có nghĩa là bạn nó cho trước rồi mới hỏi em. Dạ đúng rồi. Tức là cái ấn tượng đầu tiên gặp là em không thích đúng không? Dạ đúng rồi. Gọi mình là cô. Gọi mình là cô. Mà cái gu ăn mặc kỳ lắm. Đi đánh banh, mặc quần đá banh, quần khung á, đá banh, áo sơ mi tay dài. Trời, sao nó loạn. Chạy xe đạp. Nó loạn phục trang vậy. Dạ, mà cứ tuần nào mà cũng mặc đúng một bộ đó thôi. Tức là cái hình nền là mình không thích rồi đó. Dạ, mà lúc đó ốm mà đen lắm chứ không phải được vậy đâu. Hồi đó là có 59kg thôi à. Hình nền không nói cũng không được. Phát ngôn ta bằng kêu cô. Ủa nhưng mà cô này là cô em hay là cô cô gì? Tại vì em thấy bạn này lúc đó là giống như là cái gương mặt phải so với độ tuổi nó không giống. Dạ, giống như già trước tuổi. Đây là em cũng có ấn tượng rồi, tại vì em thích những bạn nữ mà biết chơi thể thao. Em biết chơi thể thao thì bạn này biết chơi bóng chuyền mà cái môn em thích nhất nữa. Và sau đó là có bao lâu thì mới coi như là dạ, lúc đó gặp gỡ thường xuyên? Ý là lúc đó em cũng chưa nghĩ là chỉ thích, tại vì cái tưởng là lớn tuổi rồi, tại vì em mới ghẹo thôi.
Nhưng mà hỏi đi hỏi lại thì mới biết là mới học lớp 11 thôi, chưa đủ 18 tuổi. Em chưa 18 đó, dạ, 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 nên, đúng không? Dạ, nên, sợ không? Dạ, cũng sợ nhưng mà kiểu như là chị nhắn tin vui vui chứ không có, nhưng mà không chị giỡn giỡn mà thôi. Mà em cảnh báo rồi, em nói em chưa 18 đó nha, có nhắn tin cho em là em nói trước rồi. Đến khi nào thì em mới thích con? Cũng phải gần 9 tháng đến 1 năm, nhưng gần 1 năm sau tại vì... Đó là cho đủ 18 tuổi. Dạ đúng rồi, đúng rồi, dạ, đúng rồi. Dạ. Đúng lúc, 18 lúc đó là em ở Biên Hòa, em cũng mới chia tay bạn gái được hơn nửa năm. Xong rồi mẹ cũng kêu là thôi ở tại vì làm trên đó mà mẹ kêu làm hoài không thấy dư nên mẹ kêu thôi đi về dưới nhà làm. Cái mẹ nói vậy thôi cũng về dưới đây làm luôn. Thì từ cái tại vì cũng chưa đủ tuổi nên em cũng không dám xuống nhà chơi nhiều. Khi bạn này lớn rồi 18 tuổi rồi thì có mới dám chở đi chơi rồi đi ăn chè hay uống nước rồi thôi chứ. Vậy là mày 17 tuổi rồi đâu có dám đụng chạm gì. Dạ. Không có dám đụng cái ngón út nữa đúng không? Nắm tay nắm chân cũng không dám luôn rồi không? Mà đến 18 tuổi là bắt đầu nắm chưa? Dạ đúng rồi. Dạ, bắt đầu đi chơi là nắm chưa? Dạ lúc mà chở đi chơi thì lúc đó 18 tuổi rồi thì mới bắt đầu nắm tay rồi có xin hôn lên má. Cái lần mà đầu tiên mà đi ăn chè em nhớ hoài luôn. Vô quán chè mà cái kiểu hồi chưa có quán trà chanh hay là trà sữa, chỉ quán chè đậu đen, chè thập cẩm rồi đó. Mà cũng tối, cái tự nhiên lần đó đầu tiên ổng dẫn ổng hẹn mà đi ăn chè, ổng mất túi ra cái hộp nhỏ vậy nè. Ủa ghê, ta mới gặp lần đầu mà hả, tặng nhẫn cho mình. Anh chị biết gì không? Gì vậy? Hộp kem chị mụn. Hộp em nó mụn. Dạ, mụn ừ, ái nhiều luôn. Dạ, hồi đó đang vậy thì mà mụn nhiều lắm. Hồi lúc đó giận thôi. Không giận không? Mà cũng mắc cười thì cũng kiểu bị hụt hẫng á, mà cũng mắc cười kiểu cũng quan tâm mình, nghĩ vậy thôi. Rồi có đem về tha không? Dạ có chứ. Tha có hết mụn không? Có. Dạ có này nghe này. Rồi. Dạ. Rồi sau cái lần kem chị mụn đó là lúc nào đòi hôn người ta? Trời. Yeah. Hết mụn đúng không? Đó. Ông cũng ghê. Bớt mụn luôn. Ông tính là ông phải hung vô cái quà má này mà lúc đó mụn quá ông dám quá hung sợ dính mụn. Chung là chúng chở đi chơi rồi buổi tối đó là đang chở đi đường nhưng mà trời mưa bão là gió mưa xong rồi cái em mới hỏi là đi vô để nghỉ xíu đi rồi hết mưa rồi về. Cái lúc đầu là không chịu nhưng mà thầy thấy mưa lớn mà tụi em không mang áo mưa theo nữa. Khi vô đi không sao, anh hứa là anh không làm gì hết. Chỉ là vô tao nói kinh điển. Dạ. Sao nữa? Rồi sao? Dạ, thì anh vô em đâu có làm gì đâu. Là có xin hôn má anh ta không? Dạ, hôn môi luôn. Đâu làm gì đâu, hôn môi nhưng mà làm gì đâu. Cái lần đầu tiên đó, cái cảm giác của em như thế nào? Biết vậy em còn nhớ, nhưng mà em nhớ là vậy rất là run, rất là sợ. Sợ, tại vì lúc kia em nắm tay là em đã run rồi. Dạ, còn lúc đó hôn kiểu bị chích điện vậy, kiểu lân, dịch khó tả lắm. Dạ. Có cái lần nào đi chơi xa không? Lần đầu tiên đi chơi xa là ở đâu? Đi đâu ta? Đi lại hả? Vũng Tàu trước. Đi Vũng Tàu trước. Tại vì tụi em quen thì cũng gần 8 năm á, thì nên đi chơi nhiều lắm. Hai đứa cũng đi Đà Lạt thì sẽ đi xe đưa rước, đi xe đò lên trên đó là sẽ chạy xe máy kiểu đi phượt á. Rồi anh nói chung là không có phải nhiều chuyện nhưng mà hỏi thì phải hỏi cho nó tới. Mình đi như vậy mình có ở đêm không hay về liền? Chứ đi Đà Lạt mà em nghĩ là về đêm hả? Em nói là dạ đó thì bởi vì mình phải hỏi cho nó tới chứ anh không có nhiều chuyện đó. Ý là đi lên Đà Lạt để giống như là mình khẳng định là mọi người hai cái đi Đà Lạt là sẽ xong rồi về sẽ chia tay. Dạ. Nên tụi em muốn đi thử coi có như vậy không? Lời quyền luôn á. Là không có như vậy nhưng mà em mỗi lần đi Đà Lạt là em có tưởng tượng không về em quên. Để đi 6 lần, đi 6 lần thì hết 5 lần là đi chưa kịp hái dâu là rụng dâu rồi. Dạ. Mà xuống cái là cứ ngày đầu tiên là lúc đó là lên tới đó là mệt đâu có làm gì được là còn chưa. Bắt đầu qua ngày thứ hai là y như rằng chưa kịp hái dâu là rụng dâu rồi đó. Tức lắm đúng không? Dạ. Như vậy là tụi em yêu nhau bao lâu thì mới là cưới? Tổng cộng là từ yêu gần yêu xa hơn 7 năm. 7 năm. 8 năm á. Tức là tụi em đám cưới được mấy năm rồi? Dạ được một năm. 1 năm 8 tháng. Dạ. Bé chưa? Dạ chưa. Hôm nay cũng muốn lên đây để Mr. Bean chúc. Dạ. Ông mụ đó thiệt. Trời ơi. Sáng giờ nó ngứa mỏ quá. Sau cái vụ mà giặt mặt sau khi cưới đó. Dạ. Thường nó nghe là nó linh đó. Chỉ có linh đó là khi mà các bạn giặt những cái tật xấu mà cũng như là giặt trong những cái tật xấu ra. Ai trước đây? Tại vì anh nhiều lắm, em để dành cho anh. Anh nhiều lắm. Thì là cũng hay cầm ràm với lại làm bèm. Em thì thường em đi làm rồi thì em sẽ không vào tắm liền, hoặc là em sẽ đợi đến 10-20 phút em ngồi em bấm TV em coi hoặc là coi điện thoại. Thì vợ em cứ mỗi lần về là cứ bắt em phải đi vô xong rồi tắm xong rồi ra rồi mới ngồi coi rồi ăn cơm rồi vậy. Em thì lại thích chậm, mà vợ em thì cái gì cũng phải nhanh lẹ, nhanh mới được. Rồi còn gì nữa nè? Với lại hay khóc mà khóc kiểu vậy như vô cớ.
có nhiều cái khóc mà em không biết tại sao khóc. Hay khóc nhè. Mà khóc khóc thầm hay khóc rống lên hay khóc té dạ, lên. Dạ, khóc thì em thấy im im cái là em thấy cái em rời má là em thấy có nước mắt cái là em, ủa, em hỏi chuyện khóc cũng biết sợ khóc. Mà có nhiều khi ví dụ như muốn nhưng mà em không cho cũng quay lưng qua kia khóc. Không có đâu, cái gì có lý do. Tại bữa đó em mệt quá, tại bữa đó em mệt. Dạ. Không bả khều cái dạ. Dạ tay ra là cũng khóc. Không cái đó khóc là đúng không? Dạ. Cái gì có lý do cô nói cho bộ. Đang nói chuyện bình thường với em cái xong rồi ý là nói chuyện cái hay nạt, ý là nó lớn tiếng, nó lớn tiếng hơn em nữa. Bình thường em cũng nóng tánh lắm nhưng mà vợ em thì không nóng tánh mà kiểu như hay nói lớn tiếng, ý là đang nói đang là bình thường cái lên giọng cái nạt á. Dạ. Lên tông. Dạ. Em thì ý là nạt thì em sẽ im lặng nhưng mà em không thích ý, em sẽ em cũng hay tự ái kiểu như vợ đang vợ nói chuyện bình thường mà đang nạt hết. Rồi em mong muốn vợ thay đổi cái gì? Dạ chỉ có ý là không phải là chuyện gì cũng khóc, ý là cũng phải nói cho em biết chuyện gì cứ khóc mà không nói thì chuyện gì. Có bớt nạt em lại không? Dạ, cái đó thì em mong muốn là vậy. Bớt nạt nhỏ lại. Rồi giờ tới em đó. Chồng đó. Dạ tại vì cũng có lý do chứ bộ. Đâu nói và lý do coi. Nói lý do đi. Giống như hồi nãy anh nói là em muốn, nói chung là em phải cái gì rõ ràng cái đó, làm xong làm cho gọn gàng. Ổng cứ cho ta người ta vậy đó, ổng cứ rề rề. Chứ nói một tiếng thì đâu có nghe, em nói nhỏ đâu có nghe đâu, em phải nói lớn lên mới nghe. Mà đó nói lần đâu có nghe, phải nói 2-3 lần đó. Là phải nạt. Dạ em phải lên tông. Dạ đúng rồi. Còn gì nữa? Dạ nhiều lắm. Hồi trước á là lúc mà tính ra ảnh giấu giỏi lắm, quen 8 năm đúng không? Mà là về nhà ai cũng nói là trời Thành nó ít nói ghê, hiền ghê. Cưới về một phát là cả nhà là nói ồ sao giờ Thành nó nói nhiều quá vậy. Nói nhiều lắm vậy. Để mà chung với ba mẹ chồng nữa. Ví dụ đi làm gì? Mẹ biết tin gì chưa? À, mẹ chồng Thành mẹ biết tin gì chưa? Đó là bắt đầu kể chuyện cả ngày. Hai mẹ con rồi. Dạ. À. Cái gì cũng kể hết á. Mẹ em còn trẻ, mẹ em vui tính lắm. Với mẹ em rất là tâm lý với vợ chồng rồi. Mẹ em rất là tâm lý, mẹ em rất là thương hai vợ chồng. Thế là em cũng hay thích ghẹo ghẹo mẹ em. Mẹ em kiểu như về là em sẽ nói những gì mẹ cái có tin gì là em ghẹo ghẹo mẹ em để mẹ em nói lại với em vậy. Thêm một cái tật nữa là đánh bơm. Nhiều đánh lắm. Dạ. Bữa nay bố ông chồng là ông nào cũng đánh bơm lắm. Nhưng mà ông có ông này ông có cách đánh bơm nào lạ lùng không? Dạ có đánh rung giường. Dạ có đánh rung giường. Đánh rung giường luôn. Dạ rồi con bé cháu nó ngủ cái giường phòng cái bên đánh buổi sáng mà giật mình dậy khóc luôn. Gì ghê vậy? Dạ. Rồi thuộc là nguyên tử. Mà hồi đó quen nhau mấy năm có khi nào muốn làm trước mặt em đâu mà cưới một phát là trời không biết ở đâu ra nữa. Mà buổi sáng dậy đó là bữa đó là con bé cháu nó ngủ cái bên đó tụi mày á. Một phát là nó giật mình nó khóc luôn. Thương con bé quá. Rồi tiếp tục. Cái nóng tính đó là hay nhậu nhưng bình thường mà anh nói chung mà cũng hiền. Rất là hiền nhưng mà em chỉ không thích là anh đi nhậu. Em không có cấm anh nhậu nhưng mà phải chừng mực hết rồi 9 giờ 10 giờ anh về thì là anh phải về. Mà cứ lấy lý do là lâu lâu anh mới gặp bạn anh, lâu mới gặp đối tác. Mà mỗi lần mà anh nhậu lên là như ảnh thành con người khác vậy. Anh nóng tính có một đợt, nói chung là vì nhậu mà nó dẫn tới nhiều cái sự việc á. Từ trước đó nữa, thứ nhất là đi nhậu là anh hồi trước anh cũng gọi là bị tai nạn giao thông á, là mấy lần vì đi nhậu rồi đi đường xa về em đã rất là lo. Lúc mà nóng tính nhất sau khi nhậu là làm gì? Dạ có một lần là lúc đó gần cưới thôi chưa cưới, cũng đi nhậu về là ảnh về là không biết là ở nhà nói chuyện gì á, là ảnh đấm cái tay vô trong cái cửa kiến á, là bể hết, bể kiến lại bị đứt tay là phải đi khâu lại. Nên em rất là sợ. Em không có cấm nhưng mà anh phải biết điểm dừng. Em đúng không? Mong muốn chồng anh thay đổi điều gì nhất? Cái đầu tiên là bớt nhậu lại, với lại ở nhà là phải quan tâm đến cảm xúc của vợ hơn. Cứ bạn gọi hay là nói chung là bạn gọi là đi à. Cái lúc mà tỉnh rất là hứa hẹn rất là nhiều mà cứ nhậu vô là anh quên hết lời hứa à. Đó, nguy hiểm không? Chị chỉ nói em như vậy nè, công việc của em là quản lý đúng không? Dạ. Em phải tiếp xúc nhiều người, em phải có bạn bè, em phải này kia nọ. Nhưng em nhớ em phải phân chia cái thời gian của em, bao nhiêu thời gian em dành cho vợ, bao nhiêu thời gian em dành cho cha mẹ, bao nhiêu thời gian để em còn phải thiết kế cái gia đình nhỏ của em. Dạ. Đúng không? Và bao nhiêu thời gian em dành cho bạn bè. Em cứ nhớ giùm chị nè, khi em khỏe mạnh thì bạn bè bên cạnh em rất nhiều, nhưng khi em đau bệnh chỉ một người duy nhất bên cạnh em là vợ em thôi. Dạ. Không có ai luôn á, vợ và cha mẹ chấm hết. Dạ. Rồi bây giờ hôm nay nữa, có một cái lời chân thành nào không? Đúng rồi. Có một cái lời hứa nào không? Thì phải có một cái gì đó thì tôi mới chúc được. Em thì thật sự là em rất là thương vợ em, nhưng mà tại vì có
Bây giờ so với bây giờ là em nhậu ít hơn lúc trước rất nhiều rồi. Là em cũng không có chơi thể thao nhiều lúc trước. Lúc trước là em cả chơi cả bóng chuyền với bóng đá, nhưng mà bây giờ em không chơi bóng chuyền nữa. Cái là em bớt lại rất là nhiều. Nhưng mà tại vì có cái công việc của em là nhiều khi phải đi về khuya vậy thôi, với nhậu thì không thể nào bỏ về được, bỏ ngang thì không được. Đang lấy lý do vậy không mà. Thì bây giờ anh hứa với em là anh sẽ hạn chế lại mà sẽ không về trễ nữa, ấy là sẽ không để em ở nhà một mình nữa. Hay quá. Đúng rồi. Có gì được rồi. Em cũng rất là hạnh phúc khi thấy lấy được vợ em. Nắm cái tay vợ nói vài câu gì nữa đi. Anh rất là thương em, anh rất là yêu em. Anh cảm nhận được là không có ai mà tốt như em hết. Không ai mà thương em như anh, thương em bằng anh hết. Thế là nó sẽ có những cái như vậy thì anh sẽ cố gắng khắc phục lại. Anh sẽ hạn chế lại những cái đó. Anh tin là Thành sẽ thực hiện được cái điều mà Thành hứa. Tôi hồi hộp quá mụ. Hãy nắm tay tiếp tục nữa đi. Nắm đi để mụ. Em có thấy không? Thôi chúc cho hai vợ chồng thành đào ha. Sau ngày hôm nay hai đứa sẽ yêu thương nhiều hơn nữa. Với một cái sự thay đổi, một cái lời hứa của Thành. Và đặc biệt là trong năm nay bác sĩ sẽ báo có tin vui. Và chúc cho hai em qua năm sau chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với hai vợ chồng em. Dạ cảm ơn chị nha. Rồi xin mời hai bạn. Xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thần ạ. Và tất cả các anh chị đang coi chương trình ngày hôm nay. Con tên là Nguyễn Như Đức, hiện tại 35 tuổi. Hiện tại đang là giám đốc công ty MTC Skin, chuyên cung cấp thiết bị thẩm mỹ và mỹ phẩm chuyên dụng cho spa nhập khẩu từ Hàn Quốc ạ. Và đây là vợ con. Dạ con chào cô chú ạ. Con tên là Bùi Thu Hằng, năm nay con 30 tuổi. Và hiện tại thì con đang sinh sống và kinh doanh ở tại Hà Nội. Thì sản phẩm của ông xã thì cũng là một trong số các sản phẩm mà con đang kinh doanh. Cái cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Dạ vâng. Và lần đầu tiên gặp nhau thì ấn tượng về nhau ra sao? Dạ vâng. Dạ thì thưa cô chú, thì hai vợ chồng con thì gặp nhau trong một cái chương trình học phát triển bản thân. Thực ra là hai vợ chồng mỗi người đều dành khá là nhiều tiền cho cái khóa học đó đấy. Bản thân con là tiền học là khoảng 368 triệu. Và chi phí các thứ thì cái khóa học đấy của con là một năm đấy con học là hết 500 triệu tiền đi học đấy ạ. Và anh xã nhà con cũng thế. Thế bọn con khi mà ở trong cùng cái lớp học đấy Eagle Club, thế là bọn con học cùng với cả nhau thì là bạn cùng lớp và quen biết nhau từ cơ duyên đấy ạ. Wow, tức là tụi con học cách đây bao nhiêu năm cách lúc? Cách đây 3 năm ạ. 3 năm. Nhưng mà lúc đó là làm cái gì mà sao có tiền nhiều mà đóng tiền học như vậy? Con kinh doanh ạ. Nên là con muốn phát triển thêm những cái kỹ năng, khả năng lãnh đạo cũng như là kinh doanh trong cái công việc. Nhưng mà có nhớ cái lần đầu tiên mà gặp cái bạn này á, là bạn ấy có ngồi, là lúc đó là bạn đó, bạn này là ngồi kế mình hay là bạn ấy ngồi xa mình? Chắc vợ con không nhớ đâu ạ. Thôi giờ con kể đi. Dạ vâng ạ. Con thì làm việc ở bên nước ngoài Hàn Quốc được 10 năm. Sau trong một cơ duyên con về hay về Việt Nam, thế là con đi học với lớp phát triển bản thân. Thì đột nhiên ở trên Sapa trong một lớp trước khi buổi học thì con ngồi trong một cái bàn ăn thì có thấy một cô bé vợ con hiện tại ngồi đối diện với con, chắc Hằng không nhớ đâu ạ. Mặc áo màu trắng, rất là lanh lợi, rất là hòa đồng, rất là năng lượng và hoạt bát. Thế là mình để ý trước, nhìn tí trước, nhưng mà cô ta có vẻ không để ý tới con. Để con về Việt Nam con học thì trước khi mà tìm hiểu Hằng á, vợ con hiện tại thì con cũng xem Facebook một cô gái đã có bạn trai hay chưa, có gia đình hay chưa, con phải tìm hiểu trước vậy ạ. Sau đó thì một thời gian thì con biết Hằng chưa có người yêu, nhưng mà có rất là nhiều anh chàng trong lớp học đó theo đuổi. Con phải là ai để con có thể chiếm được trái tim của ta? Như vậy lần đầu tiên gặp á là Đức đã để ý Hằng rồi. Dạ vâng. Đúng không? Còn Hằng thì không có một cái gì ấn tượng về anh chàng này. Thật sự thì hồi đấy thì với con là cái số tiền rất là lớn, vì hồi đấy con khoảng tầm 26 tuổi thì khi mà con đã xác định là mình đầu tư cái số tiền đấy rất là lớn để mình đi học rồi, nên con chỉ tập trung vào việc học thôi ạ. nên là nhiều khi mình không có để ý lắm. Mà anh Đức thì con thì chuyên là ngồi bàn đầu, nhìn chiếu tướng thầy để học, còn anh Đức thì không bao giờ ngồi bàn đầu mà toàn ngồi cuối lớp. Nên là chính vì vậy mà không nhìn thấy nhau. Rồi sau đó tấn công sao? Sau đó tấn công con nhắn tin hỏi thăm và con giả bộ như là một thằng học viên chưa biết gì hỏi thăm lớp trưởng, bạn coi chỉ cho con cái chiêu quen quá. Dạ vâng, chiêu quen lắm đó. Nhưng mà bạn rất lạnh lùng. Sau đó khoảng biết nhau từ tháng 6 nhưng tới tháng 8 con mới tán được. 2 tháng sau. Dạ vâng. Ủa như vậy cũng đâu có lâu lắm đâu chị Một. Nhưng mà đối với các bạn này chắc là lâu lắm. Hai cái dòng mà để ý nhau á, thương nhau á, mà một ngày không gặp được nhau hoặc một ngày mà không bắt được tín hiệu là khó chịu, đúng khó không? Như lại chị Một biết không, em đoán nha. Có thể là do cái địa hình địa lý, về khí hậu nữa, ở Sapa nữa. Người ta thèm những cái nắm tay, thèm những cái ấm ôm lắm chị. Đó. Những cái ấm áp á. Cho nên là mới dễ siêu vậy, đúng không ạ? Dạ. Thì thực ra thì đấy là một cái chương trình học là 5 ngày thôi, sau đấy thì ai lại về nhà người nấy. Nhưng mà các tháng sau thì bọn con đều có những cái khóa học tiếp ở Hà Nội hoặc là Sài Gòn. Thì con cũng có một cái khóa học là khóa học thấu hiểu ở Hà Nội, tên khóa học tên là thấu hiểu. Thì con có ấn tượng với anh Đức là ở cuối chương trình.
là anh ý chia sẻ, giơ tay phát biểu rằng là ngày hôm nay thì em rất là cảm ơn thầy. Cái buổi ngày hôm nay thì em học thêm kiến thức, em thấu hiểu hàng xóm, thấu hiểu mọi người, và em mong muốn là tìm một cô bạn gái. Lúc đấy em có để ý nhìn anh ý. Nghĩa là phát tín hiệu lên bộ chủ đó, đứng lên nói. À, dạ. Nhưng mà cái lúc nói có địa hàng cái. Lúc nói thì có ai để ý mình đúng không ạ? À. Thấy Hằng quay lại nhìn con. Thế là tối hôm đó con nói là thôi hôm nay để anh chở em về, cũng tan học rồi. Cũng kể chuyện với chú thẩm của con như thế này. Trên xe con ấy, nó có một con Spider-Man. Thì con hỏi Hằng là Spider-Man làm nhiệm vụ gì, Hằng có nhớ không? Em hình như là em bảo là bắn tơ. Đúng rồi. Thì con nói bắn tơ nhện đó hả? Thì con, ai mà ngồi vị trí này á, bị bắn tơ vô xe á, làm người yêu anh thì ráng chịu nha. Thế của cái dạ, cái xong là mình vui vẻ quá, mình lại lái xe đưa cô về. Dạ. Từ đó tình yêu mới bắt đầu. Xong rồi đấy, buổi tối đấy thì anh ý bảo là để mấy hôm nữa anh sang xin phép bố mẹ em là để tìm hiểu em. Thì con cũng cảm thấy là buồn cười, bởi vì là lúc đấy thì con cũng 27 tuổi rồi, anh ý thì cũng hơn 30 tuổi rồi, tức là kiểu cũng còn trẻ nữa, không phải trẻ con nữa mà lại nghĩ đến việc là phải sang xin phép bố mẹ mình, nên mình cũng thấy anh ấy rất là đáng yêu ạ. Rồi sau đó thì Đức có tới nhà gặp bố mẹ không? Và lần đầu tiên đến nhà thì như thế nào? Dạ vâng, lần đầu tiên đến nhà đó một cảm xúc, quay lại cảm xúc ạ. Con lái xe tới thì lúc đó mẹ vợ con hiện tại đưa Hằng ra với tâm thế là rất nghiêm khắc. Nhưng mà lúc mà nghiêm khắc xong nhìn thấy con, mẹ là cười. Con kia là xin phép cho con phép đưa Hằng lên Hồ Hoàn Kiếm để đưa hai đứa đi ăn, xong rồi tối con là đúng 9 giờ rưỡi con sẽ đưa về. Dạ, con xin phép xong đưa về đúng giờ đúng giấc, thế là bố mẹ hai bên cũng rất là vui. Dạ. Thực ra là trước cái buổi đấy thì con có bảo với mẹ con là mẹ nha, mẹ cười tém tém lại để giữ giá cho con, bởi vì là khi mà mẹ con là biết là có ai đó đến tìm hiểu là mẹ con vui lắm ấy, cười không khép được mồm. Thế là con bảo là thôi mẹ cười bớt bớt thôi nha, để con làm giá một tí. Đấy, nên là mới nghiêm nghị ở khúc đầu. Con nghĩ mẹ vui là bởi vì con gái mẹ là có tín hiệu thoát ế đúng không? Dạ vâng ạ. Rồi đêm đó có đưa về đúng như là dạ, đã hẹn với mẹ không? Báo cáo chú Thận là đưa đến đúng giờ, đúng giấc, 9 rưỡi là về tới nhà. Con đòi đi thêm mà không cho. Nhưng mà chú hỏi nha, cái lúc mà ngồi lên chiếc xe mà có Spider-Man, và khi nghe anh Đức ảnh nói cái câu mà lên đây mà khi mà Spider-Man bắn tơ là người yêu anh, thì lúc đó là con nó có một cái cảm, một cái linh cảm là đây là cái người mà sắp tới sẽ là một người rất đặc biệt với mình hay không? Thì lúc đấy thì con chỉ nghĩ là thế thì tốt quá. Dạ. Vâng, hẹn hò 1/9 hẹn hò chính thức sau 2 tháng. Chính thức trong đăng ký kết hôn, xong rồi bọn con cưới vào ngày 10 tháng 12 ở Hà Nội luôn ạ. Quen nhau trong 3 tháng. Có 3 tháng thôi. Vừa yêu vừa cưới. Ê, nhưng mà quá trời lâu luôn. Nhưng mà gia đình hai bên có hối cưới không? Mà sao cưới gấp vậy? Con hay được... là có một cái tác động nào đó ở bên ngoài? Con được báo cáo với chú thằng cô Hồng Vân thế này. Con thì lúc đó con 31 tuổi, thì bố con gốc Bắc. Thế là con ra Bắc đi học và con quyết định là quen vợ con hiện tại. Thế là con thuê nhà con ở. Thì trong lúc thuê nhà vừa đi học ấy, thì bố con lại ra hỗ trợ con vấn đề là vừa học là phải công ty rồi đi tán gái đi. Xong rồi con mới hôm đó con mới đưa bạn gái con về hôm buổi đi chơi đầu tiên. Thế là về bố con ân quá, thế là lại alo cho mẹ con từ Đà Lạt bay vào ra Hà Nội. Đức có bạn gái rồi. Thế là bố mẹ con ngồi ở nhà kêu là mời Hằng tới một bữa nữa. Thế là hỏi con có thích Đức không, xong là Hằng cũng kêu là thích. Dạ, có. Xong để bố xong bố mẹ coi ngày cưới luôn. Chà, vậy là đám cưới được bao lâu rồi con? Đám cưới được 3 năm. 3 năm rồi ạ. À. 3 năm rồi. Và sinh được một cô con được 18 tháng tuổi rồi ạ. Trời viên mãn ghê ạ. Ông bà. Nhưng mà nó nghe là trong 3 tháng trời. Dạ. Con có thấy là mình tìm hiểu ảnh là đã thấu đáo chưa? Dạ. Hoặc là trong cái giai đoạn yêu thì là con có thách thức ảnh hay là con thử thách ảnh một cái gì hay không? Đúng rồi. Đó. Có thử coi đúng đây có phải người đàn ông của mình hay không? Thứ nhất là khác vùng miền, đó rồi chưa quá nhanh như vậy thì phải có một cái gì đó thử thách ảnh thì con có không? Vâng. Thực ra thì cũng chia sẻ với cô chú rằng là bởi vì công việc, tính chất công việc của con là kinh doanh. Chính vì vậy mà con cũng đi rất là nhiều và gặp gỡ rất là nhiều người. Nên là nhiều khi một anh chàng nào đấy muốn đến tìm hiểu mình thì mình chỉ cần gặp một lần hoặc là mình nói chuyện một chút thôi là mình đã biết là người ta là như thế nào, mình có nên đi tiếp hay không với người ta rồi. Thì khi mà gặp anh Đức thì ấn tượng đầu tiên thì con thấy anh ấy rất là hiền và rất là chu đáo, quan tâm đến người khác. Cái thứ hai nữa là anh Đức thì khá là khớp với cái hình mẫu mà con viết ra ấy ạ. Con có một cái checklist là mình muốn người chồng từ lúc còn độc thân mà chưa có gì cả. Con có một cái checklist là mình muốn tìm một anh có ngoại hình như này, có những khả năng như này, có những đặc điểm như thế này và có những cái tố chất như thế này, kiểu như thế ạ. Xong rồi con mới in hình của 3 người hình mẫu ra. Đầu tiên là con in hình một anh diễn viên Putty Chai ở bên Thái Lan. Mà là mình muốn tìm một người chồng là
đẹp trai như này. Xong rồi con in hình người thứ hai là con in anh Ronaldo. Con bảo là mình muốn tìm một anh là nghị lực như thế này. Và con in một hình thứ ba là anh Elon Musk, là con bảo là muốn là một lãnh đạo lớn như người này. Và xong rồi con in hình của ba anh này con treo khắp phòng trong nhà con. Ba anh đó có giống như anh này không? Khi mà cưới xong rồi con mới đi tìm lại cái list của con ấy, thì con thấy anh ấy có khoảng 80%, hơn 80% ở trong cái list đấy. Bây giờ là các con đã cưới nhau là 3 năm, có một thằng cu 16 tháng đúng không? Dạ. Quá hạnh phúc luôn. Vậy thì trong suốt 3 năm ở với nhau, có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Là không phải tật xấu mà là chưa, gọi là chưa hoàn thiện hết. Đó. Dạ, đúng rồi ạ. Nó chỉ là bởi vì là không có ai là hoàn hảo cả. Đúng rồi. Chúng ta phải chấp nhận ạ. Người ta sẽ có những điểm tốt và những điểm không phải gọi là có thể là chưa tốt, có thể là chưa phù hợp với mình. Thì có một điều mà con khá là ngạc nhiên, đấy là sau khi cưới thì anh ấy không hiền giống như là mình tưởng tượng. Wow, thôi bây giờ hôm nay nhân tiện nè, con cứ khui ra đi. Dạ. Tức là 20% mà chưa giống cái list đó, đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là anh có cái tưởng trai miền Nam thì sẽ hiền rồi, không gia trưởng bằng trai miền Bắc, nhưng mà anh ấy có thể thấy anh ấy rất là gia trưởng và khó tính á. Đấy. Thì thấy cô nói cho con biết. Dạ. Cô nói cho con biết anh này là gốc Đà Lạt. Dạ. Con trai Đà Lạt khó tính lắm á. Dạ. Đúng không? Đúng rồi cơ. Khó tính như thế nào? Khó tính á, để ý chi tiết ạ. Tức là anh ấy quan sát được từ đầu đến gót chân luôn đấy ạ. Đúng rồi. Rồi kể đi, có kể cụ thể đi. Thì ví dụ như là con thấy thì cũng có gì nghiêm trọng đâu. Ví dụ giày mình mua mới về lau bài, nó những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi, thì con nghĩ chuyện đấy là nó chẳng có gì để mà bị mắng cả, không phải chuyện gì to tát. Thì nên chính vì thế con mới hay tủi thân vì con nghĩ là những cái chuyện đấy nó nhỏ. Nhưng mà đó là cái thời gian đầu hay là nó vẫn còn cho tới bây giờ? Thì cái thời gian đầu tiên ấy, đầu bây tiên. Giờ thì một có năm đầu tiên á em. Năm đầu tiên khác vùng miền, yêu nhau thì mới có 3 tháng rồi lại cưới. Chắc chắn là các bạn sẽ chưa thấu hiểu nhau. Đúng như rồi. Như vậy là chắc chắn sẽ có rất nhiều cuộc cãi vã. Có nhiều đúng những rồi. Cái mà nó mang tính chất vùng miền nữa không kể. Đúng không Hằng? Cãi vã thì cũng không hẳn đâu, bởi vì là con không thích cãi vã. Nên là nhưng mà con muốn giải thích. Nhưng mà con chỉ giải thích thôi thì với anh ấy là cãi rồi. Rất nhiều khi anh ấy mắng mình một chuyện, mình chỉ mới giải thích thôi thì anh ấy đã cho đấy là cãi anh ấy rồi, và anh ấy lại còn nạt thêm nữa nên nên là thôi. Mình chọn im lặng cho yên ấm. Còn cái điều thứ hai nữa, đấy là anh ấy chi tiêu quá phóng khoáng ạ. Và nhiều thứ nó quá sức tưởng tượng của con. Ví dụ như là anh ấy có thể đặt một cái bức tượng khảm riêng gần 200 triệu chỉ khắc mỗi con rồng với con khỉ ạ. Để cho nó để tặng vợ. Nhưng mà em bảo thôi anh chuyển cái thứ ra thiết thực hơn để này, còn không để được. Phong thủy ạ, như một quả cưới là phu thê viên mãn, con là mình rồng, bạn là mình khỉ. Thì đó, thì con làm một bức tường. Phong thủy đó con. Ý nghĩa đó. Thực ra đây lại là lai, bị lai miền Nam rồi. Anh này là bây giờ anh tổng hợp rồi. Khó là anh khó giống trai Đà Lạt, nhưng mà phóng khoáng kiểu này là trai miền Nam rồi. Ra trường thì như trai Bắc ạ. Đúng rồi, rồi. Đó. Có những lúc mà con bảo là bố ơi, mới nhà mình thích ăn tỏi đen này, hay là ngày hôm sau bố nó order một thùng tỏi ạ. Hay là con bảo mới nó ăn bánh mì ngon này, con chỉ vô tình là kể chuyện thôi ạ. Thì ngày hôm sau con lại thấy ở nhà có cả một thùng bánh. Quá phóng khoáng luôn. Đúng, cái đó là trai miền Nam đó. Em cũng vậy đó. Cô nói cô thèm cơm tấm mà chú Thuận order 10 hộp cơm tấm luôn. Rồi, còn những cái tật gì nữa nè? Rồi mua cái xe đạp 200 triệu. Rồi con cũng không thể tưởng tượng được anh có thể chi tiêu. Cái đó gọi là phóng khoáng mà cũng có thể, theo con thì đó là phóng khoáng hay là phung phí? Thực ra thì con gọi là phóng khoáng ạ, bởi vì là nếu mà phung phí thì nó lại thành là cái gì đấy nó tiêu cực. Ghê. Nên là đúng thôi đúng thì vợ chồng điều chỉnh với nhau thì con coi thì thôi đấy là một cái tính cách. Không phải đâu, bạn này như vậy không phải là phóng khoáng chứ không phải là phung phí. Đó thì bởi vì em cần phải xác định đó. Tại vì cái xe đạp á, mua xe đạp 20 triệu phải tự dưng mà mua. Dạ vâng. Cái xe đạp đó nó sẽ mang lại cái gì cho con? Đó nó là cái yếu tố mà về sức khỏe. Anh có cái lý do của anh. Đúng rồi, chắc chắn. Lý nữa cô Vân mà cho anh giải thích cho. Cô không cần con giải thích, cô cũng hiểu được con rồi. Dạ. Rồi tiếp tục. Dạ, và còn một điều nữa là con thấy anh ấy hay đi nhậu quá. Và nhậu muộn ấy ạ. Cái này thì đúng không? Cái này thì không có giải thích được. Con này không hiểu luôn. Nhưng mà nhiều khi đó là cái nỗi khổ. Đúng rồi. Là đi tiếp khách nữa đúng không? Đấy, con đấy, anh ý 11, 12 giờ đêm mà chưa về nhà là con sốt ruột lắm. Bởi vì là ở Hà Nội của con thì nó không giống như Sài Gòn đâu ạ. Là Sài Gòn là con thấy 10 giờ đêm, 11 giờ đêm vẫn còn tắc đường rồi. Còn ở Hà Nội thì con từ bé đến lớn là con có cảm giác là 8 giờ tối mình nên về nhà rồi, không là cảm giác nó không an toàn ở ngoài đường. Nên là khi mà chồng con mà ở ngoài đường quá 10 giờ đêm là con bắt đầu thấy bất an, lo lắng rồi. Thẳng đúng không? Ở Hà Nội nhưng mà chơi giờ Sài Gòn. Tại vì người ta là cái xác Hà Nội nhưng mà cái hồn là ở Sài Gòn đúng không? Dạ. Ủa nhưng mà là anh ấy có hay giận dỗi gì không?
Ôi trời ơi, hay dỗi lắm ạ. Trong nhà con là anh ấy là người dỗi nhiều hơn ở con. Thì đó. Anh ấy có tưởng phụ nữ là người được dỗi. Anh bị trộn nhiều vùng miền quá đó con. Rồi không biết bây giờ những lúc nào thì mình phải xử sự theo kiểu người dạ, Nam bà. Lúc nào thì xử sự theo kiểu Bắc, lúc nào xử sự theo kiểu Đà Lạt. Rồi mỗi lần như vậy tụi con dùng cách nào để mà có thể hòa thuận lại với nhau? Thực ra thì những lúc có, thực ra thì có cái khoảng thời gian đầu tiên con cứ nghĩ là con gái thì sẽ được dỗi. Thế thì cái khoảng sau khi mà cưới nhau ấy thì có một lần là anh ấy hơi to tiếng với con, thì con dỗi con bỏ bữa ăn sáng đấy và con đi làm. Thế là cái hồi đấy con dỗi được có, con nhịn được có một bữa, anh ấy nhịn cho 3-4-5 bữa. Thế là anh nhịn sang ngày hôm sau nữa, thế là không con phải luôn. Làm lành trước. Vâng. Không ăn cơm vào không đâu. Ăn luôn, cứ về nhà là đến giờ cơm là lên giường nằm dỗi. Thế là con cũng không làm lành trước. Thế nhưng mà đến sang đến ngày hôm sau thì mình cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Thế là từ đấy trở về sau thì con biết là ông này dỗi giỏi hơn mình. Nên là thôi mình chẳng dỗi làm gì. Dỗi giỏi hơn mình. Dỗi giỏi hơn nên là thua. Ủa nhưng thua. Mà cái cách làm hề của con là như thế nào? Thì con ra con ôm anh ý. Xong rồi con bảo là thôi vợ chồng có gì thì cùng kiểu như là cân đối. Chị giả vờ lắng nghe lúc đang yêu thôi. Đúng rồi. Ừ. Ở lúc đang yêu thì họ chỉ giả vờ lắng nghe. Giả vờ đó. Thực ra nghe không hiểu gì đâu. Làm bộ gật thôi. Đàn ông không biết lắng nghe nhưng mà con biết rằng là họ biết đọc. Thế là con mới ngồi viết tâm thư. Viết tâm thư. Ví dụ như là những lúc mà sau một thời gian mà sinh em bé con muốn quay trở lại công việc, con muốn đi làm. Anh ý thì vẫn muốn con là tập trung vào chăm em bé. Nhưng mà con bảo là một năm rồi và em cũng cần có cái công việc, có sự nghiệp riêng, em có cần có một cái những phát huy những cái khả năng của em. Nhưng mà để mà đối thoại trực tiếp ấy thì rất là khó, bởi vì là trong lúc đấy cảm xúc nó lên và mình không kịp trình bày gãy gọn 1, 2, 3, 4 thì mình đã khóc rồi. Thế nên là con phải viết ra tâm thư là vấn đề ở đây là 1, 2, 3, 4, giải pháp là 1, 2, 3 như thế nào đấy và mong muốn của em là như thế nào. Thì con sẽ âm thầm là gửi cái tâm thư để cho anh ý. Thì và, lúc mà đấy thì và chú muốn hỏi cái cảm xúc của Đức, phải hỏi liền cái cảm xúc của Đức khi mà đọc được cái tâm thơ đầu tiên của vợ thì lúc đó như thế nào? Tâm thơ thì mà cô Hồng Vân chú thì đó là tâm thơ của một người phụ nữ mà đã hy sinh vì mình, đẻ con cho mình và cưới mình, viết một cái tâm thư như vậy. Thì khi mà nhận cái tâm thư như vậy thì cảm xúc của mình cảm giác như là lâu nay mình đã không lắng nghe những cái mà vợ nói, để tại sao mà vợ phải viết tận cái tâm thư gửi cho mình như thế này. Thì lúc đó con mới chủ động nói một câu thần chú tới vợ, xin lỗi vợ. Anh yêu em, anh xin lỗi em, anh có lỗi với em, hãy tha thứ cho anh. Thì khi mà nói như vậy thì vợ tha thứ cho con và hai đứa ôm nhau và hôn nhau cái là hòa. Thế bây giờ chị Mộc là ý chị muốn chị em họ em muốn hỏi là thế bây giờ còn xài cái chiêu viết thư không, đúng không? Đúng hay dễ sợ hai chị em luôn trời má rồi thì có hay. Em định nói cái đó đúng không? Nghe em muốn hỏi là thế thì bây giờ mỗi lần mà nó có những cái xung đột hay có những việc chưa hiểu nhau thì có còn xài cái chiêu này nữa hay không? Chưa viết thư tay á con? Dạ, vẫn phải xài á. Vẫn à? Vẫn phải xài á. Và mỗi lần đọc gì là anh lại tiếp tục những câu thần chú như thế? Đổi ạ. Thực ra là không đâu, anh ấy nói thế nhưng mà em có thấy anh nói ở ngoài thật đâu. Thực sự là thể hiện lần đầu tiên thì nói, những lần sau thì mà con tim ạ. Nó con tim. Bây giờ ôm ngay tim mà ông mà. Và con được cái là mỗi lần mà cảm xúc rất là yêu chồng và mình nắm được cảm xúc đó, mình chỉ cần nắm tay, mình chỉ cần hành động biết lỗi và ôm người phụ nữ vợ con hiện tại thì vợ con sẵn sàng sao thứ. Hay quá. Rồi bây giờ tới Đức đó. Để hỏi đi, cái điều mong muốn duy nhất, điều mong muốn lớn lao nhất của con, muốn chồng con thay đổi điều gì trong những cái con vừa nêu ra vừa rồi đúng không ạ? Đấy thì con muốn anh nghĩ là tiết chế cái cảm xúc của mình. Tức là bọn con biết rằng là anh Đức, con biết rồi, cái EQ của anh cũng cao. EQ của con cũng là cao. Nhưng EQ của con thì EQ nó sẽ có hai mảng, một là kiểm soát cái cảm xúc của bản thân, hai là kiểm soát cảm xúc của người khác. Thì con lại thiên về kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Anh Đức thì thiên về kiểm soát cảm xúc của người khác mạnh hơn và anh ấy kiểm soát cảm xúc của bản thân kém hơn. Thế chính vì cái điều đấy mà khi mà có những vấn đề xảy ra trong gia đình ấy, thì cái cảm xúc của anh ấy hay đẩy lên và vô tình nó sẽ có những cái tổn thương ảnh hưởng đến con. Nhưng mà bởi vì là thế mạnh của con là điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Chứ nếu mà là một người vợ khác thì con nghĩ là trong những lúc mà anh ấy nổi nóng, anh ấy nóng tính, anh ấy nổi nóng lên ấy, thì nó giống như là đinh nó ghim vào tim ấy. Thế thì nếu mà mình không tha thứ được, mình không tự chữa lành được thì vợ chồng giống như giọt nước tràn ly, nó sẽ có vấn đề từ việc đấy. Đấy thì con có làm một cái kênh TikTok và con rủ anh Đức đóng chung với cả con. Đó là kênh mà Vợ Bắc Chồng Nam. Và chương trình cũng biết đến bọn con là thông qua cái kênh đấy, kênh TikTok đấy. Thì thực ra con làm cái kênh đấy, mục đích chính của con ở đây là bởi vì con là người viết kịch bản.
Nên là khi mà có muốn có cái thông điệp gì đấy, con muốn nhắn nhủ đến chồng con thì thay vì là nói trực tiếp với anh ấy, con sẽ viết thành kịch bản, con bảo là áo này anh viết cho em luôn. Cái này thế là có những cái kịch bản nó rất hợp với tâm trạng của các người, các bà vợ, các chị vợ, thế là tự dưng nó viral lên ạ. Thì là thông qua cái kênh đấy là con cũng điều chỉnh anh ấy theo cái mong muốn của con nữa. Và những cái thông điệp ngầm ở trong đấy để anh ấy cái đó là con mong muốn rồi hả? Dạ. Bây giờ hôm nay có cơ hội để con được nói trực tiếp với chồng nè. Vâng. Con nói đi. Dạ. Con nói còn điều gì nữa? Còn điều gì nữa con mong chồng mình thay đổi? Thì em rất là mong muốn rằng là chồng có thể hiểu, thấu hiểu, lắng nghe cho cái khả năng, tức là em là một người phụ nữ mà em biết là chồng không cần em bất kể điều gì cả, giống như là chồng nói trong đám cưới ấy, em chỉ cần yêu anh thôi, còn mọi chuyện để anh lo. Và chồng không cần con phải đi làm, không cần con phải kiếm tiền kinh doanh hay là bôn ba ngoài cuộc sống ngoài kia. Nhưng mà con thì thấy rằng là mỗi cái cây ấy, nó có cái cách chăm sóc khác nhau. Có cái cây thì hợp ở trong nhà, có cái cây thì phải mang ra ngoài phơi sương phơi gió thì nó mới sống được. Thì con là cái cây mà con muốn trải nghiệm, con muốn phát triển, con muốn được phơi sương phơi gió, thì anh ấy cứ ngăn cản cái việc đấy. Anh ấy muốn cất con trong nhà rồi tưới nước rồi bón phân. Thì con nghĩ là nếu mà cùng là yêu thương nhưng mà yêu thương không đúng cách thì cái cây đấy nó sẽ bị héo. Đúng rồi. Đấy, trong khi là cứ để con được tự do trong những cái mà con ở khuôn khổ của mình. Thế con cũng đấy là một đoạn tâm thư của con. Để con hy vọng anh ấy thấu hiểu cái điều đấy. Con cũng bảo anh ấy rằng là anh có một thanh bảo kiếm nhưng anh không mang ra anh ngoài chiến trường, mà anh lại để góc bếp để thái rau chặt thịt, thì thanh kiếm này nó dỉ nhanh hơn là anh mang ra chiến trường. Đúng rồi. Một con khỉ mà với con thì khỉ một con khỉ mà bảo nó bơi nó cũng bơi được thôi, nhưng mà nó sẽ không bao giờ giỏi bằng việc là nó trèo cây. Việc của con là kinh doanh, là diễn thuyết, là nói thì anh để em chăm con ở nhà thì em cũng làm được, nhưng mà em sẽ không bao giờ giỏi bằng cái việc mà em có khả năng. Con là mệnh kiếm phong kim, con là tuổi khỉ đấy, nên là con thông qua những điều đấy thì em rất là mong anh rằng là hiểu cho cái khả năng của em, có những cái điểm mạnh, điểm yếu của mình, thì yêu thương những cái điểm mạnh, cổ vũ những cái điểm mạnh của em, và bao dung cho những cái khiếm khuyết mà em chưa được. Thì anh cứ nói với em là em sẽ thay đổi được, bởi vì là em luôn luôn là sẵn lòng là thay đổi vì anh. Để cho gia đình mình hạnh phúc. Yeah, đó, một cái hành động như thế này có nghĩa là đồng ý đó. Và đã thấu hiểu rồi đó. Dạ. Đó. Bây giờ tới Đức. Dạ vâng ạ. Qua câu chuyện của Hằng thì tới lượt con phản bác đúng không ạ? Thì cũng có một chia sẻ của cô chú thế này. Thì con cũng đọc sách, Hằng rất là thích đọc sách. Con thì ít đọc sách hơn Hằng. Có cuốn sách là Đàn ông sao hỏa, đàn bà sao kim, có nghĩa là hai người đến từ một hành tinh khác mà gặp nhau ở đây duyên thành vợ chồng, tức là có một cái duyên phận nào đó và chúng ta có thể không hiểu nhau về cảm xúc, chúng ta đâu thể hiểu nhau được đàn ông hiểu gì và đàn bà hiểu gì đúng không ạ? Nhưng mà trong cuộc sống khi mà lấy về với nhau thì trong cuộc sống thì yêu nhau rồi từ đó mới tìm hiểu, tại vì con yêu và cưới quá sớm, con mất cái khoảng trống để bọn tìm hiểu rõ về nhau. Mà trong cái quá trình mà khi mà hai vợ chồng về trong một gia đình ấy, thì lúc đó mới thấu hiểu nhau từ từ đi, thấm yêu lại. Thì có những cái khoảng khắc nào đó mà để vợ con buồn thì con cũng cố gắng để nỗ lực để sửa cái những cái mà con khiếm khuyết đi. Nói tóm lại là cô rút lại điểm đầu tiên chưa được hoàn thiện của vợ con là hay càm ràm những cái việc mà chưa hiểu được con. Dạ vâng. Đã càm ràm rồi đúng không? Dạ vâng. Đó, đó là một cái. Một cái đó là càm ràm. Dạ. Cái nữa là gì nè? Cái thứ hai là khui đó. Dạ vâng. Cái thứ hai thật xấu vợ con thì nói nhiều. Càm ràm nói nhiều. Anh quay là diễn giả. Dạ vâng. Đó. Lấy chồng là con bị nói ít đi nhiều lắm đấy. Không dám nói. Trời, cái gì? Dạ vâng. Cũng may mắn khi về con ác được vía là con rồng, con cái bức tượng con làm ấy, cái hồ là con rồng phải to hơn khỉ để có thể ác vía được cô diễn giả này. Nhưng mà có thấy ác được không? Dạ, ác được rồi ạ. Em kinh doanh thôi chứ em có diễn giả gì đâu. Rồi tiếp tục nè, còn những tật gì? Nói nhiều, nói rất chủ đề, nói rất là nhiều để làm con điếc cả tai luôn ấy. Nói chung ở ngoài nói không đã, về nhà nói mà vẫn chưa đã luôn. Xong rồi đấy thì nói nhiều xong rồi, nhưng mà được cái tính cách rất là, tại vì khi mà nói nhiều như vậy đôi khi con cần tâm sự thì bạn lại giúp con rất là nhiều vấn đề về tự tin hơn. Thôi nói chung là nói nhiều, chúng ta đang khui tật xấu, không cần phải giải thích. Ngoài cái nói nhiều không còn cần định lại nói xong là không cần định lại có bừa bộn không, hay là trong lúc ngủ thì như thế nào đó, trong sinh hoạt vợ chồng thì có những cái sự thân mật gì đó rất là dí dỏm hay không? Dạ vâng. Về ngủ thì con thường thấy con gái thường trên phim ảnh hay là rất là ngủ thùy mị luôn, nết na chân vác lên con rồi nè, tay vác lên con rồi nè, nói chung là
Con là cái gối ôm để cho bé gác lên. Có nghĩa là lúc thức á, thì con rồng nó ác được. Dạ vâng. Con khỉ. Dạ. Nhưng mà khi ngủ rồi là con khỉ coi như là nó ác luôn. Đúng rồi, chung hơi đúng. Tại vì cái giường con rất là rộng đúng không ạ? Nhưng mà con ngủ lúc nào sáng ngủ vậy con ngủ cái mép giường là nguyên cái giường to vậy. Đó. Hậu quả của việc ác người ta trong lúc thức. Đó, rồi, tiếp tục. À, thêm cái nữa thì con thì hay chi li, tinh tế và rất là gọn gàng. À, nhưng mà khi với vợ thì vợ hay hay bận rộn, hay bưu bồn một tí, bưu bồn một tí thì cũng hay có người làm hỗ trợ vấn đề về treo quần áo, như là quần áo mà bị nhăn hay gì là con nói ngay, đấy có những cái mà bưu bồn một tí à, bưu bồn một tí hay nhiều tí thì cũng là bưu bồn, cho nên là bỏ cái chữ một tí đi, chỉ có giữ lại chữ bưu bồn thôi. Rồi bây giờ mong muốn vợ mình thay đổi điều gì hả Đức? Dạ vâng, theo con thì mong muốn thì đến với nhau là một cái duyên, giống như vợ con đã chia sẻ, hạnh phúc không phải là đích đến mà hạnh phúc là một hành trình, và lựa chọn là may mắn của con, là hạnh phúc là lựa chọn đúng một người vợ rất là tâm đầu hiếu hợp với con. Và thâm tâm con thì rất là mong muốn vợ con thì ngoài công việc ra, sở thích của em một thanh gươm, em có thể ra ngoài em tỏa sáng, nhưng mà khi về với gia đình vẫn phải dành thời gian cho gia đình. Có những lúc em đi công việc hiện tại, em đi về thì 8 giờ cũng họp Zoom, 9 giờ cũng họp Zoom, cho tới 11 giờ cũng họp Zoom. Thì như vậy thì có những cái lúc khoảng thời gian không có khoảng thời gian trống cho anh. Và đôi khi anh cũng thấy áp lực khi mà anh ru con ngủ. Rất là mong vợ hỗ trợ anh vấn đề công việc, sắp xếp để cái buổi tối từ khung giờ từ 8 giờ cho tới 11 giờ thì vợ có thể dành thời gian riêng cho anh để chia sẻ hơn nhiều hơn nữa. Vâng. Và mong muốn tiếp theo nữa là sau khi em thành công trong việc trong 2 năm nữa thì hãy thực hiện lời hứa giống như vợ chồng mình hoạch định ra, là chúng ta sẽ đẻ con năm nào để duy trì nội giống. Vẫn còn 2 đứa nữa. Nghĩa là muốn thêm 2 đứa nữa. Dạ vâng ạ. Nói chung là thôi. Rồi xin cảm ơn hai đứa nghe. Dạ. Và anh chúc cho 2 đứa coi như là 2 năm sau sẽ có một em bé, sẽ có một cô bé xuất hiện trong gia đình của mình. Vâng ạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại.